Mến chào các bạn đang đến với bản tin 17 giờ do báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bản tin hôm nay ngày 17 tháng 3 2017 bao gồm những nội dung chính như sau. Có tế bào nam trong dịch âm đạo cháu bé 8 tuổi. Sai phạm hàng chục tỷ đồng ở Sở Y tế Gia Lai. Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ đe dọa chủ tịch Bắc Ninh. Phát hiện bộ xương người ở hồ thủy điện Sông Bung. Đình chỉ một bác sĩ Trung Quốc tại phòng khám sản khoa. Hiệu trưởng lao mình chặn học sinh, xả súng ở Pháp. Thêm thẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh di trú của ông Trump. Và sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 15 tháng 3, chị Thanh, người tố cáo con bị xâm hại tại trường tiểu học, vừa có đơn yêu cầu cơ quan công an quận Thủ Đức giám định với dữ liệu ngày 14 tháng 2 năm 2017 của camera số 4. Khi gia đình nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo số 585 ngày 13 tháng 3 năm 2017 của công an quận Thủ Đức về việc con chị đang học lớp 1 trường tiểu học LTV thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức bị một thanh niên xâm hại tình dục tại lớp vào ngày 14 tháng 2, đã xác nhận bé có dấu hiệu xâm hại. Cụ thể, theo kết quả giám định cho thấy có tế bào người nam trong dịch âm đạo. Sau khi tiếp nhận đơn của bà Thanh, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức đã đưa cháu bé đi giám định màng trinh tại Trung tâm giám định pháp y Thành phố Hồ Chí Minh và kết luận màng trinh không rách, có vết bầm, xây xác, vết dịch âm đạo, nhóm tinh trùng theo quy trình Trismus 310 không thấy tinh trùng. Có tế bào nam trong dịch âm đạo nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam. Đồng thời trưng cầu giám định mẫu vật do bà Thanh giao nộp không tìm thấy tinh trùng. Khi nhận được thông báo, bà Thanh đã viết đơn yêu cầu giám định lại hình ảnh từ camera an ninh số 4. Theo chị Thanh, điều này là không hợp lý và không chính xác. Sau đó, chị đã yêu cầu mở tất cả camera còn lại, thì việc ghi dữ liệu của 7 camera còn lại là bình thường. Và chị Thanh kết luận, chỉ có dữ liệu ở camera số 4 chiếu vào góc phòng con tôi vào đúng thời điểm cháu khai bị xâm hại là bị mất. Còn trước đó và sau đó, dữ liệu ghi bình thường. Điều này khác hoàn toàn so với cách giải thích của nhà trường. Cuối cùng, chị Thanh cho rằng giải thích của nhà trường là không minh bạch, không đúng thực tế, cần phải được giám định từ bộ phận nghiệp vụ của ngành công an, xác định xem dữ liệu mất là do mất điện hay bị xóa, bị tác động từ bên ngoài. Chị Thanh cũng yêu cầu niêm phong camera và tiến hành giám định lại. Hiện cơ quan công an vẫn đang theo sát và làm rõ nghi án này. Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đã có giải trình về các nội dung vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cuối tháng 1 của năm 2017 về các sai phạm lên đến hàng chục tỷ đồng trong các gói mua sắm trang thiết bị y tế, đầu thầu thuốc tại Gia Lai từ năm 2013 đến năm 2015. Báo cáo do Kiểm toán Nhà nước khu vực 12 thực hiện, hai cơ quan gồm Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã sai phạm 67 tỷ đồng trong đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và mua sắm nhiều trang thiết bị giá hàng tỷ đồng nhưng không sử dụng. Cụ thể, giá trị gói mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai mua với giá 16,7 tỷ đồng. Nhưng Kiểm toán Nhà nước xác định giá trị thực chỉ có 5,6 tỷ đồng, chênh lệch đến 11 tỷ đồng. Gói mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện huyện Chư Pư là 22 tỷ đồng trong khi giá trị chỉ có 9,5 tỷ đồng. Với thiết bị y tế mà Sở đặt mua cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai có 22,3 tỷ đồng. Nhưng qua kiểm toán, giá trị chính xác của thiết bị này chỉ hơn 12 tỷ đồng. Với hàng loạt sai phạm trên, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xử lý, khắc phục trước ngày 31 tháng 3. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 3 năm 2017. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 3 về việc thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu. Theo đó, công ty cổ phần trục vớt luồng hạ lưu được Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam phê duyệt thực hiện dự án nạo vét duy tu luồng thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu. Tuy nhiên, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiên quyết đề nghị dừng triển khai thực hiện dự án trên. Lý do bởi đã xảy ra hiện tượng lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép. Vào trước đó, ngày 15 tháng 3, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đề nghị Thủ tướng Chính phủ không cho tiếp tục triển khai thực hiện dự án và đã gửi văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ việc một số cán bộ tỉnh và cá nhân ông bị đe dọa sau khi đề nghị dừng các dự án khai thác cát. Thế nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nhận được các công văn của Bộ Giao thông Vận tải và của Cục Đường thủy Nội địa, đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thực hiện dự án. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh này đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa các cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm cho sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vừa xác nhận, trưa ngày 16 tháng 3, trong lúc đi đánh bắt cá gần bờ, đập công trình thủy điện Sông Bung 4 thuộc xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, một số ngư dân phát hiện bộ xương người nằm lơ lửng trên mặt nước và báo cho lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo này, Công an huyện Nam Giang đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh danh tính nạn nhân. Được biết trước đó, pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin sau sự cố vỡ ống dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 vào ngày 13 tháng 9 của năm 2016, hai công nhân gồm Đặng Văn Tuyền, 38 tuổi, quê tại tỉnh Hải Dương và Nguyễn Minh Luân, 25 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, bị nước cuốn trôi mất tích. Đến ngày 16 tháng 9, thi thể anh Tuyền đã được tìm thấy, riêng nạn nhân Nguyễn Minh Luân đến nay vẫn chưa tìm thấy. Người dân địa phương nhận định rằng rất có thể đây là tử thi nạn nhân còn lại trong hai công nhân mất tích trong vụ vỡ đường ống dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 trước đó. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và xác minh lai lịch nạn nhân. Chiều ngày 16 tháng 3, theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở đã đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh đối với bác sĩ Vương Sùng Anh, quốc tịch Trung Quốc, hành nghề tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà do hành nghề vượt quá vi phạm chuyên môn cho phép và không đảm bảo nhân lực trong quá trình hoạt động. Cụ thể, vi phạm thứ nhất là tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, tại phòng khám chỉ có mặt 3 trên 12 bác sĩ đăng ký hành nghề tại phòng khám. Vi phạm thứ hai là bác sĩ Vương Sùng Anh, người Trung Quốc, đã hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép, thực hiện siêu âm sản phụ khoa, trong khi chứng chỉ cấp phép là khám sản phụ khoa. Trước đó, phòng khám đa khoa 168 Thanh Trì Hà Nội cũng đã bị đình chỉ hoạt động sau khi xảy ra trường hợp một thai phụ sau khi đến khám tại đây đã hôn mê sâu và tử vong. Một vụ xả súng xảy ra hôm qua tại ngôi trường ở thị trấn Grasse, tại tỉnh Alpes-Maritimes, đông nam nước Pháp, có 4 người bị thương do trúng đạn, gồm hiệu trưởng và 3 học sinh. 10 học sinh khác bị sốc hoặc là bị xây xát nhẹ, theo AFP. Nghi phạm là nam sinh 17 tuổi, bị ám ảnh với súng đạn và gặp khó khăn trong quan hệ với bạn bè. Cảnh sát Pháp không công bố danh tính và cho biết nghi phạm hành động một mình, không có dấu hiệu liên quan tới khủng bố. Học sinh này mang theo súng tại trường, 2 súng ngắn và 2 quả lựu đạn khi gây án. Tất cả trường học ở thị trấn Grasse bị đóng cửa. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 40 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp và chính phủ đã phát lệnh cảnh báo tấn công trên toàn quốc sau vụ việc. Pháp vẫn ở trong tình trạng khẩn cấp sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố, bao gồm một vụ thảm sát vào tháng 11 năm 2015 tại Paris và tấn công xe ở Nai, cách Grasse chỉ 40 km vào tháng 7 của năm 2016. Hơn 3.000 lính dự bị đã được điều động để giữ an toàn cho 64.000 trường tiểu học và trung học trên toàn quốc. Một thẩm phán của tòa án liên bang Maryland hôm qua đã đưa ra phán quyết chặn sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấm người dân của 6 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào nước Mỹ. Trong phán quyết đưa ra, thẩm phán Theodore Dutran cho rằng hai sắc lệnh di trú mà ông Trump đề ra đều có mục đích là kỳ thị Hồi giáo và những lý do chính trị. Vị thẩm phán cũng trích dẫn phát ngôn của ông Trump về Hồi giáo để chứng minh cho điều này. Tòa án Maryland cũng dẫn lời ông Rudy Giuliani, cố vấn thân cận của ông Trump, hồi tháng 1 năm 2017, tiết lộ ông Trump đã yêu cầu đưa ra một số lệnh hợp pháp để cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ. Theo phán quyết từ tòa án, chính những phát ngôn của ông Trump và cố vấn là cơ sở để các thẩm phán tin rằng sắc lệnh di trú của ông Trump nhằm kỳ thị một tôn giáo cụ thể là Hồi giáo. Do đó, thẩm phán Trump kết luận tòa án sẽ ban hành một lệnh cấm thực thi mục 2.C của sắc lệnh. Mục 2.C là phần có nội dung tạm thời cấm công dân của 6 quốc gia Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen nhập cảnh vào nước Mỹ trong 90 ngày trong sắc lệnh của ông Trump. Trước đó, ngày 15 tháng 3, sắc lệnh di trú của ông Trump cũng vừa bị thẩm phán liên bang Derek Watson tại Hawaii chặn đứng chỉ sau vài giờ trước khi chính thức có hiệu lực. Ông Trump cũng đã chỉ trích phán quyết này là một sự lạm quyền tư pháp chưa từng có tiền lệ và nói rằng sẽ bảo vệ nó tới cùng, dù cho có phải kiện lên tòa án tối cao Mỹ. Những thông tin trên đã khép lại bản tin 17 giờ của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh BLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.